Cô gái triệu người yêu mến Brittany Akamer đã qua đời sau một thời gian chống chọi với COVID-19. Chiều 30 tháng 11, nam ca sĩ Miu Amazing đã đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân với nội dung "Cảm ơn vì đã mang niềm vui đến thế giới này nhé Brittany à. Điều này đã làm tan nát trái tim tôi." Theo đó, nam ca sĩ cho biết YouTuber nổi tiếng gốc Việt Brittany Akamer đã qua đời do COVID-19, hưởng dương 29 tuổi. Khoảng giữa tháng 11, Brittany Akamer cho biết bản thân bị nhiễm COVID-19. Trong những hình ảnh nằm trên giường bệnh, Brittany Akamer vẫn mỉm cười và bày tỏ sự lạc quan, yêu đời đến với người hâm mộ. Tiểu sử vlogger Brittany Akamer. Vlogger Brittany A tên thật Nguyễn Trần Phương Linh, là Việt Kiều sống tại Đức. Akamer sinh ngày 22 tháng 3 năm 1991 tại thành phố Hamburg, nước Đức. Cô sống và làm việc chủ yếu ở thành phố Frankfurt, nước Đức. Cô sinh thuộc cung Bạch Dương, cầm tinh con giáp Dê Tân Mùi 1991. Brittany Akamer xếp hạng nổi tiếng thứ 1629 trên thế giới và thứ 26 trong danh sách vlogger nổi tiếng. Tổng dân số trên thế giới năm 1991 vào khoảng hơn 5 tỷ người. Brittany Akamer, Nguyễn Trần Phương Linh là một vlogger Việt Kiều Đức có lượng tương tác cực khủng trên Facebook nhờ vào cách nói chuyện thẳng thắn và hài hước về chủ đề body shaming. Cô sở hữu kênh YouTube riêng có 235.000 lượt theo dõi và 756.000 người follow trên Facebook cá nhân. Brittany Akamer chia sẻ không chỉ ở Việt Nam mà ở bên Đức cô cũng thường bị chê xấu và béo. Nhưng cô ý thức được ngoại hình từ sớm và luôn tự tin với vẻ ngoài của mình. Lúc đầu khi bị người khác chê bai nhiều cô cũng buồn, cũng tự ti nhưng quan điểm của cô là phải yêu thương trân trọng những thứ thuộc về mình. Nhận thấy xung quanh mình có rất nhiều bạn không tự tin về bản thân nên cô đã tìm cách giúp đỡ những bạn rơi vào hoàn cảnh như mình, dần dần cô đã trở thành nữ hoàng tự tin. Quan điểm của cô là thay vì buồn bã, ủ rột vì bị người khác miệt thị, chê bai hãy tự tin hơn vào những gì mình có, hoàn thiện mình hơn, cái nào đẹp, tốt thì mình phát huy, cái nào chưa tốt thì mình cải thiện. Ai sinh ra cũng đặc biệt cả nên đừng lấy tiêu chuẩn của người khác áp đặt lên mình. Brittany Akamer thực sự đã mang lại nguồn cảm hứng và động lực to lớn cho rất nhiều nạn nhân của body shaming, giúp họ vượt qua rào cản tâm lý, tự tin và nỗ lực hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó, những video của cô còn thức tỉnh những ai đã và đang dùng những lời lẽ không tốt để miệt thị những người có khiếm khuyết về cơ thể. Brittany Akamer đã ra đi nhưng nụ cười và sự lạc quan của cô vẫn sống mãi trong lòng khán giả, để tinh thần sống tích cực của cô sẽ mãi tồn tại trên thế giới này.